2 và là trận đấu thứ 8 trong khuôn khổ của giải đấu siêu phẩm Nam Định năm 2018. Ở trong cái một trận đấu này thì 2016 TAP trong trang phục áo đen thì còn đen cho là những người bảo vệ của sân bên phía bên phải hướng nhìn từ khu vực khán đài A. Đội xuất phát của câu lạc bộ bóng đá 2016 TAP ngày hôm nay gồm có thủ môn mặc áo số 14 đó chính là Hoàng Huy, các cầu thủ số 23 Ngọc Đàn, số 88 Viết Toàn, số 9 Lương Phúc, số 17 Văn Tùng, số 13 Xuân Phương và cầu thủ mặc áo số 28 đó chính là Công Vân. Trong khi đó thì câu lạc bộ bóng đá Hải Sản Lê Vân ngày hôm nay vào sân với vị trí góc nền. Theo chúng tôi quan sát trận đấu này đó chính là Hoàng Văn Tuyển, cầu thủ số 6 Lê Sơn, cầu thủ vào số 16 đó chính là Tấn Trường, số 18 Đinh Long, số 11 Hải Thuận, số 13 Quang Trung và cầu thủ mang áo số 5 đó chính là vị trí của Văn Hiệp, huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng đá 2016 TAP. Đó chính là vị trí của ông Duy Cương, trong khi đó huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Hải Sản Lai Vân ở giải đấu năm nay là ông Vũ Cường. Đây là trận đấu thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay và trận đấu thứ hai trong khuôn khổ của vòng hai bóng đá siêu phẩm Nam Định Cup 2018. Ở trận đấu đầu tiên thì cầu thủ của đội bóng Hải Sản Lai Vân và câu lạc bộ bóng đá 2016 TAP đều trắng tay. 2016 TAP đã để thua trước cầu thủ đội bóng Linh Trang trong ngày khai mạc với tỷ số là 2-3. Trong đó thì câu lạc bộ bóng đá Lai Vân đã để thua trước đội bạn đội bóng Xanh Đỏ với khoảng cách là tối thiểu. Ngày nay trong đội thi đấu của đội bóng 2016 TAP, theo chúng tôi quan sát, đội bóng này đã sử dụng 3 người mình ở trong khoảng thời gian đầu tiên. Đó chính là các vị trí của Văn Tùng, Công Vân và đồng đội của anh là Viết Toàn, đoàn đội lớn. Theo thông tin được phát đi từ phản đội của câu lạc bộ bóng đá 2016 TAP, ở trận đấu ngày nay họ sẽ có sự trở lại của cầu thủ đang mang chiếc bình báo của đội bóng đá Nam Định thi đấu tại V-League, đó chính là Lê Sĩ Minh. Và nhiều khả năng Lê Sĩ Minh sẽ vào sân ở trong ngày mai. Cầu thủ đã có bàn thắng đặt trung trường vào lưới của đội bóng Sông Lam Nghệ An tại vòng đấu thứ 7 của đội thi cà phê V-League năm 2018. Không vào. Đó là của Trần Xuân Quyền. Yêu cầu của Ban Đại 2016 TAP thì trận đấu giữa hai đội bóng này cũng đang được chúng tôi tổ chức tường thuật trực tiếp trên kênh truyền thông Quang Lợi TV. Vâng còn. Chuyển biến tấn công trong khoảng thời gian đầu tiên rất hay. Chúng ta không chơi. Xứng đáng một chiếc thẻ dành cho trung vệ bên phía đội bóng Hải Sản Lai Vân. Đó là một quyết định tuyệt đối là rất chính xác của trọng tài Nguyễn Xuân Minh. Còn bà Tấn Trường đã cho thấy được kinh nghiệm thi đấu của anh với một tình huống buộc phải phạt lỗi. Vị trí lớn chơi tốt, kèm theo đó là những pha tương đương mạnh mẽ, điều đó đang giúp cho cầu thủ của Hà Nội có thể đảm bảo và phát huy được sức mạnh với những pha tương tấn công hiệu quả. Và đây chính là điều mà họ vẫn sẽ cần phải duy trì được những diễn biến thi đấu cố gắng hơn về mặt chuyên môn. Quả đá sát góc dành cho đội bóng áo đen. Công Vân, Nguyễn Hải. Phản công cho Hải Sản Lai Vân rất nhanh, cơ hội rất nguy hiểm. Đội bóng Quang Liên rất nhanh dành cho cầu thủ bóng Hải Sản Lai Vân ở trong những phút đầu hòa. Đây là trận đấu mà theo chúng tôi quan sát, bản luyện của câu lạc bộ bóng đá Hải Sản Lai Vân cũng đã tập vào sân hình thi đấu rất mạnh. Những cầu thủ quen thuộc như là Quang Trung, Lê Sơn, Đình Long, Tấn Trường và Văn Nghiệp đều đã có mặt trong 11 đội bóng này. Thành tích tốt thì chúng ta đã khép lại trận đấu hòa đầu tiên của giải. Trận đấu mà câu lạc bộ bóng đá Linh Trang và các cầu thủ của đội bóng Lê Hùng đã chi điểm.
Hà Nội bóng đá cấp cho nhau tỷ số hòa 2-2. Lê Phúc. Trên sân trong thời điểm hiện tại và đang có một lượng rất đông các cổ động viên có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Một trận đấu mà nghiêm nhiên thì chúng ta cũng đang có cái nhìn khách quan cho lối chơi với những pha tấn công và các tình huống lên bóng dành cho cả Hà Nội. Đây là một trận đấu mà họ vẫn đang cho thấy những tình huống thi đấu chuẩn mực với một lối chơi được nhìn nhận là khá cơ bản. Tất cả những pha tấn công và cầu thủ và bóng đang có được trong những phút vừa qua sẽ những đang giúp cho không chỉ đội bóng bóng đá 2016 TNT mà ngay cả cầu thủ của đội bóng Hải Sản Evan cũng đang có quá nhiều những bài vở trong những pha phối hợp của họ không được. Và còn sự bình tĩnh đó chính là điều mà cầu thủ của Hải Sản sẽ cần phải nhớ lại. Ngày nay thì trận thắng không thành cho đội bóng 2016 TNT đó chính là Ngọc Huy. Không, tôi thấy trong mắt tôi, trong suy nghĩ của tôi là hình ảnh bạn rất đẹp mà biển đầy rửa hết thôi. Những lối tấn công trong những phút đầu hòa không phải là tất cả bởi cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT và cầu thủ của đội bóng Hải Sản Evan bây giờ vẫn đang cho thấy được sức mạnh vô hình không bảo. Đó là cú đá của Văn Tùng. Trong số 5 vận binh đến từ Hà Nội thì nhà tay 2016 TNT đang sử dụng bảng Đình Long. Vâng còn, Hoàng Đạt. Một lối chơi sâu kinh nghiệm và bên cạnh đó là những pha xử lý đầy quyết tâm của cầu thủ Đình Long. Ngày nay Đình Long đang là cầu thủ đeo băng đội trưởng bên phía đội bóng áo xanh. Vâng còn, không vào. Đó là pha xử lý của Quân Huấn. Giải pháp thi đấu rất tốt. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện của đội bóng 2016 TNT đang chứng tỏ cho chúng ta thấy được họ là một trong đội bóng có lộ trình đầu tư và phát triển một cách bài bản. Ngoài ra thì cầu thủ đội bóng này cũng đang thể hiện được những lối thi đấu tốt và các thi đấu của giải. Ngày nay thì cầu thủ đó chính là Nguyễn Tân Phúc đang đẩy lên đá cao nhất trong giữa đường tấn công 3-2-1 đối với cầu thủ bóng 2016 TNT. Nó đạt Văn Cầu Vật. Chính xác đó là pha xử lý của đoàn đội bóng Thủy Vân. Ngày nay thì cầu thủ Quốc Văn Văn Cầu Vật vẫn chưa có mặt trong báo của đội bóng 2016 TNT. Như chúng tôi đề cập lại thì trong số 5 bà định đến Hà Nội, nhà tay họ đang sử dụng 3 trong đường xuất phát. Tất cả những pha tấn công của câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT cũng như cầu thủ của bóng Hải Sản Evan bây giờ và đang cho thấy được sự bao quát về bàn lối chơi với tình huống xử lý một cách giàn trải. Và xử lý bình tĩnh vẫn đang được họ thể hiện và đó chính là điều mà cầu thủ đội bóng này vẫn sẽ cần làm xuất hiện cú đá của tấn trưởng. Tên chính xác của tấn trưởng đó chính là Quốc Trường đứng hơn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tôn trọng bản đăng ký danh sách mà ban luyện bóng này đã gửi cho ban tổ chức. Sẽ có quả đá phạt
dành cho các cầu thủ của đội bóng 2016 TNT và đang đứng trước bóng, đó chính là Nguyễn Đoàn. Ở trận đấu mà chúng ta có thể thấy là Hà Nội vẫn luôn cho thấy được những phương án và những tình huống xử lý cách hợp lý. Giải pháp lên bóng của họ cho trận đấu này là khá cao. Cuộc đối đầu của câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT và cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá của Hải Sản đang ở trong thời điểm hiện tại là một trong những trận đấu mà chắc chắn là cả Hà Nội đang muốn có điểm. Bắt đầu từ tối ngày hôm nay thì trên kênh truyền thông tương tác NTV Play, chúng tôi sẽ cho ra mắt thêm chuyên mục mới, đó chính là chuyên mục mang cái tên có thể nói là một câu hỏi dành cho các khán giả, đó là ai, và chuyên mục đó là ai sẽ là chuyên mục mà chúng tôi sẽ làm hậu kỳ với hình ảnh sinh động về các cầu thủ, về các huấn luyện viên, về sân chơi bóng đá cũng như các môn thể thao khác. Để theo dõi chuyên mục mới đó là ai, các bạn có thể truy cập fanpage NTV Play để truyền thông tương tác trực tuyến, đang được ekip của bản thân bóng đá Nam Định làm rất tốt trong năm 2018. Quả đá biên cho Diamond. Những pha phối hợp của câu lạc bộ bóng đá Hải Sơn Diamond cũng như cầu thủ của đội bóng 2016 TNT là đủ để cho họ có thể tìm kiếm các bàn thắng. Tuy nhiên thì điều còn lại, đội bóng vẫn sẽ cần phải thi đấu tốt nhất về mặt chuyên môn để bắn những tình huống xử lý với những quyết định. Điều này đang làm cho thế trận của cả Hà Nội chưa thể ổn định và càng không thể giúp cho cầu thủ bóng này có thể đem đến được sức mạnh. Không vào. Sau khi vòng đấu đầu tiên khép lại thì đã có những đội bóng có được 3 điểm. Đó chính là câu lạc bộ và câu lạc bộ Karaoke Vinh là Mai Khải, là cầm đồ 88 là Sách Đỏ, là Đinh Trang, là Lê Hùng. Tuy nhiên thì chắc chắn là sau khi vòng đấu thứ hai khép lại, hai đội bóng có 3 điểm, vòng 1 sẽ không thể có 6 điểm tuyệt đối. Đó chính là Đinh Trang và câu lạc bộ bóng đá Doanh nghiệp Lê Hùng, và điều đó sẽ thúc đẩy hơn nữa 4 đội bóng còn lại, đó chính là Mai Khải, Monaco, Karaoke Vinh, Xanh Đỏ và câu lạc bộ đá cầm đồ 88 có thể bứt tốc nếu như họ tiếp tục có thêm 3 điểm còn lại. Và ngày mai thì Xanh Đỏ sẽ gặp cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Trần Vũ Nam Định ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ, và ngay sau đó sẽ là trận đấu của đội bóng của Monaco Karaoke Vinh và đội bóng của HD Malaysia. Cái thức tổ chức và những pha phối hợp tấn công đến với cầu thủ của câu lạc bộ đá 2016 TNT trong ngày hôm nay chưa thể giúp trận bóng này tạo ra điểm nhấn. Và như vậy là có lẽ một cầu thủ đội bóng Hải Sơn Diamond sẽ phải nhờ vào sự chăm sóc của các sát sao viên. Điều ban y tế của ban tổ chức giải bóng đá siêu phủ Nam Định năm 2018 là đội ngũ y bác sĩ, sát sao viên đến từ trung tâm vận chuyển cấp cứu A Lạc 385515. Đình Long. Vâng, còn Nguyễn Đoàn. Sau những phút đầu tiên trời tương mừng thì cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT đang dần để cho các cầu thủ của đội bóng Hải Sơn Diamond thực hiện ý đồ dâng cao, và qua đó thì thế trận cũng đã trở nên cân bằng hơn. Xuân Vương. Ngày này thì không chỉ đá chính, Vương Cát Tần còn đang là cầu thủ theo truyền hình cho bằng đội trưởng của đội bóng bóng đẹp. Vâng, Lê Sơn vẫn là sơ lưu.
tình huống đảo cánh rất tốt. Đó là cầu thủ của đội bóng áo xanh công được. Một pha bóng xa tuyệt vời của thủ môn bên phía cầu thủ đội bóng của Hải Sản Hải Mừng. Những sự cố gắng đến với cầu thủ của Hà Nội trong trận đấu này là quá ổn để cho họ có thể tìm kiếm được bàn thắng và đó vươn lên dẫn trước. Một trận đấu mà họ vẫn đang cố gắng chủ động để tìm kiếm những tình huống mở tấn công hiệu quả. Rất nhanh. Và như vậy là lúc này thì cũng có hai câu hỏi mà các bạn đang đặt ra khi theo dõi trực tiếp trận đấu trên kênh Chủ Động 17 TV. Bạn Lao Phạm có hỏi là cầu thủ Lê Sĩ Minh ngày hôm nay có đá hay không? Tôi cũng xin trả lời ngay, Lê Sĩ Minh nhiều khả năng sẽ vào sân ở hiệp đấu thứ hai. Và một bạn khác hỏi bên đề là cầu thủ Công Hoàng. Các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá An Lạc và Lion ở giải đấu này có thi đấu hay không? Tôi cũng xin trả lời bạn ngay, đó là Công Hoàng có đá và anh sẽ đá trong báo của đội bóng Cầm Đồ 88. Đó chính là câu trả lời tôi dành cho bạn Bình Nguyễn. Được. Dù giải năm ngoái là một giải mà Công Hoàng cũng đã có mặt trong báo của câu lạc bộ bóng đá Cầm Đồ 88. Tuy nhiên thì do vận động viên cá nhân chính là cho nên anh đã không thể có mặt thường xuyên. Vâng, còn cơ hội Công Đồ. Những phút giây thi đấu nỗ lực mà cầu thủ của Hà Nội đang để lại có lẽ đó chính là cơ sở để giúp cho người ta có thể có một cái nhìn khách quan về lối chơi với những pha vượt tấn công mà Hà Nội đang đem đến trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, còn Xuân Quân. Cầu bóng và công đội của anh vẫn đang chủ động để tạo ra một lối chơi mạnh mẽ về mặt thể lực. Giải pháp tấn công của đội bóng này trong trận đấu ngày hôm nay chắc chắn sẽ là cơ hội thực sự để cho họ có thể phát huy và tìm kiếm được bàn thắng. Điều quan trọng nhất vẫn chưa tới đối với cầu thủ của cả hai đội bóng. Phòng lên dành cho cầu thủ của đội bóng Diamond. Vẫn bao dễ thì bây giờ Diamond vẫn sẽ cần phải thi đấu cách tập trung. Đình Long. Các bạn nhìn thấy là tất cả các trận đấu phải hay là rất hay. 1-0 cho cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Hải Sản Diamond. Đó là pha xử lý của cầu thủ Văn Thiệp. Một lần nữa thì đá rất lạnh đã dội vào khung thành của thủ môn Văn Thủy. Nếu như ở vòng đấu đầu tiên câu lạc bộ bóng đá Lê Hùng đã có chiến thắng 3-2 trước Sông Đà Efrai, có lẽ là trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng 2 thôi chúng ta cũng đã thấy sức mạnh của đội bóng và thậm chí là đã vẫn bất ngờ rồi. Bàn thắng đến với cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Hải Sản Diamond trong trận đấu ngày nay có lẽ đó là một trận quân khích lệ tinh thần thi đấu và những pha vượt tấn công tốt dành cho cầu thủ đội bóng áo xanh. Là Xuân Hương. Và còn Biên Đoàn. Cách thức tổ chức và những pha phối hợp mà họ đang
đem tới trong trận đấu này, đủ để cho câu lạc bộ bóng đá 2016 TAT có thể tìm kiếm được bàn thắng. Lưu Phúc, Xuân Vương, đó là cầu thủ của đội bóng áo đen. Chờ bóng chưa? Đánh đầu! Không có một đội bóng nào phía trong. Phá bóng mà cầu thủ Văn Tùng đã làm trong chung chuyển bóng chết không rất tốt. Là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá 2016 TAT. Khả năng tổ chức trận đấu của đội bóng Đại Mận trong ngày này dường như cũng đã nói lên tất cả khi mà đã có được bàn thắng rồi. Một điều cho câu lạc bộ bóng đá 2016 TAT. Pha lập công của cầu thủ Công Huấn. Một tình huống xử lý có điểm nhấn và có lẽ bàn thắng vừa rồi là một trận bàn thắng quý hơn vàng đối với thầy và trò của huấn luyện viên Duy Cường. Và như vậy là chúng tôi cũng xin yêu cầu khu vực kỹ thuật của câu lạc bộ bóng đá 2016 TAT chúng ta ngồi lùi lại phía sau trận, cũng xin lưu ý các giám sát để ý khu vực kỹ thuật của đội bóng 2016 TAT. Bất kể đội bóng nào nếu như vi phạm quy định của ban tổ chức, chúng ta có thể xử lý phạt nguội với tổng mức phạt dành cho ban huấn luyện và hội cổ động viên lên tới hàng triệu đồng, tính theo số tiền phạt mà chúng tôi sẽ sử dụng dành cho một chiếc thẻ tập thể. Đó còn Công Huấn, vẫn là Công Huấn, quá hay, bắn đã đập vào chân của Tuấn Trưởng. Quang Trung quay lại là bàn đẹp rất chính xác của cầu thủ Phong Đăng. Phong Đăng về chơi cho đội bóng 2016 TAT từ mùa giải năm ngoái. Công Huấn, đó còn sức mạnh thi đấu của câu lạc bộ bóng đá Hải Sản Lê Mân trong trận đấu ngày hôm nay là rất tốt, trong bối cảnh mà họ cũng đang đem đến được sự quân binh về mặt tỷ số trước cầu thủ đội bóng Tuấn Trưởng. Khả năng tranh chấp và đội bóng đang tạo ra trong những phút đầu hòa đó chính là điều mà chúng ta đang chờ đợi. Đây là một trận đấu mà cầu thủ mang áo số 11 bên dưới đội bóng Hải Sản Hải Vân, đó chính là Hải Thuận, vẫn đang được xếp cao nhất trong đội hình tấn công của đội bóng này. Đình Long, và là Đình Long rất kinh nghiệm, tuấn trả chính xác và phượng tuấn trả, và hơn thế đó chính là các tình huống phượng vận đường trung lộ là cách thức đơn giản nhất để giúp cho cầu thủ của cả Hà Nội có thể phát huy và đảm bảo được sức mạnh thi đấu về mặt chuyên môn. Và còn giải đấu năm nay là giải đấu mà chúng ta có thể thấy được những tình huống thi đấu tốt đến với các đội bóng khi mà họ vẫn luôn có được những sự bản tính với mải mờ nhất định về mặt đấu pháp. Đó là Đình Long rất nhanh, không được pha bàn xa của thủ môn Ngọc Huy. Văn Tùng, vừa là Viết Đoàn Văn Tùng và Công Huấn, những quả tim của câu lạc bộ bóng đá 2016 TAT đến từ thủ đô Hà Nội vẫn đang cho thấy được lối chơi rất đáng yêu trên sân. Ngày nay thì ở khu vực kỹ thuật của đội bóng 2016 TAT, hai người bên khác đó chính là Quốc Văn, Văn Vớ Vân và đồng đội của anh đó chính là vị trí của cầu thủ Văn Tuyên. Tiêu Tuấn Tâm cũng đã có mặt và rất có thể cầu thủ đội bóng này sẽ vào sân ở trong hiệp hai. Bóng đá Xuân Vương, Tuấn Toàn, Toàn Đồ Đồ, đây là Xuân Vương. Bóng đá đang di chuyển rất thoáng sau khi có bàn thắng để qua đó soi tỷ số ở trong trận đấu này.
đúng là cầu thủ của đội bóng 2016 TNT đã cho thấy được tâm lý thi đấu thoải mái hơn rất nhiều. Người ta tranh chấp và những pha phối hợp mà họ làm về ai trong những phút đầu là rất cao. Bên cạnh việc chúng tôi đang sản xuất rất nhiều những chương trình đồng hành ở trên sân, thì như tôi đề cập các bạn vào buổi tối ngày nay trên kênh truyền thông NTV vào đây, chúng tôi sẽ có chuyên mục mới mà lời giải sẽ có ở cuối chương trình, đó chính là chương trình Đó Là Ai. Một chương trình được chúng tôi sản xuất có thể nói là rất công phu với công nghệ 4K để dành tặng cho bóng đá Nam Định nói chung cũng như hình ảnh của các cầu thủ, những nhân vật điển hình mà chúng tôi sẽ xây dựng trong năm 2018. Đó Là Ai sẽ được phát sóng vào buổi tối ngày nay trên NTV vào đây, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu trả lời cuối cùng và ekip của bóng đá Nam Định đưa ra có trùng khớp với những hình ảnh mà các bạn theo dõi ban đầu hay không. Đó là cầu thủ đội bóng áo xanh, cơ hội rất tươi tinh, khá nhiều. Và như vậy là bây giờ thì bạn Ngọc Tinh cũng đã đưa ra câu hỏi là cô đơn vô karaoke Queen bao giờ đá, và trận đấu của đội bóng cô đơn vô karaoke Queen có được thủ thuật trực tiếp hay không, thì tôi cũng xin trả lời bạn là vào ngày mai cô đơn vô karaoke Queen sẽ gặp các cầu thủ của đội bóng Nhà Hát Hồ Gươm lúc 17 giờ, và đó là trận đấu chúng tôi chưa có lịch truyền thông. Đó là cầu thủ của đội bóng Hoa Đen, Đức Phúc, Xuân Hương, Hoàng Đạt. Đó là cầu thủ của đội bóng Hoa Đen. Trong mỗi vòng đấu thì chúng ta sẽ có 6 trận và ban tổ chức của chúng tôi sẽ chỉ lên sóng và sản xuất về mặt truyền thông 2 trận đấu. 4 trận đấu còn lại chúng tôi sẽ hỗ trợ sản xuất theo yêu cầu của lãnh đạo các đội bóng. Đó là cầu thủ của đội bóng 2016 TNT. Vẫn còn Hoàng Trung cầm đầu. Và tác phẩm của Xuân Cường thi đấu vẫn đang diễn ra rất nguy hiểm. Như vậy là trọng tài Nguyễn Xuân Đình đã cho tạm dừng trận đấu để cho các nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho Quang Trung. Cố nhịp nhàng và sự liên kết và cầu thủ của đội bóng đang để lại bây giờ có lẽ đó chính là điều mà chúng ta đang chờ đợi, và những pha phối hợp và các tình huống lên bóng một cách cố gắng đến với cầu thủ của đội bóng Hải Sản Đơn Vân. Rồi vào dưới hết thì đội bóng này vẫn sẽ cần phải thể hiện được đường hướng chỉ đạo mà ban luyện đưa ra, cũng như thể hiện được điểm rơi về mặt phong độ trong trận đấu ngày nay. Tiêu chí lên sóng đối với cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT ở trong trận đấu này đó chính là sự bao quát và những pha phối hợp dàn trải khắp mặt sân. Chỉ có như vậy mới giúp cho họ có thể thực hiện được những ý đồ mà huấn luyện đã và đang yêu cầu, cũng như đem đến được những tình huống xử lý tốt về mặt chuyên môn. Đình Long, đó là Đình Long, vẫn còn. Không được. Đó là tình huống sức điểm không thành công của Văn Điệp. Văn Điệp cũng chính là tác giả bàn thắng dành cho cầu thủ của đội bóng Hải Sản Hai Mân. Cũng chẳng yếu tố đem đến sự thành công cho siêu củi Nam Định League 2018. Đó là việc trong mỗi buổi chiều chúng ta vẫn đón nhận rất đông sự góp mặt của các cổ động viên. Chúng ta không thể tính bằng con số trăm nữa, mà có thể nói là hàng ngàn cổ động viên cũng đã đổ về sân vận động Quảng Trường Bình qua từng vòng đấu. Và điều đó cho thấy siêu củi Nam Định League là một trong những giải đấu đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt
của các cổ động viên yêu mến bóng đá Phong Sao Thành Nam cũng như các tỉnh thành lân cận khi theo dõi qua màn nhỏ. Đó là cầu thủ của đội bóng đen. Rất bình tĩnh. Từ bóng đối với cầu thủ của đội bóng 2016 TNT là điều mà cầu thủ đội bóng này vẫn sẽ cần phải có được. Khi mà bây giờ thì thời gian thi đấu hiệp 1 trận đấu đang trôi về khoảng thời gian cuối cùng. Và như vậy thì hiệp 1 trận đấu này đã khép lại với tỷ số 3-1. Với những gì mà hai đội bóng đá đem tới chúng ta có quyền vòng hai dòng đá siêu phủ nhận định giữa câu lạc bộ bóng đá Hải Sản Diamond và cầu thủ của đội bóng 2016 TNT. Hiệp 1 trận đấu này đã khép lại với tỷ số là 1-1. Và trong trận đấu thứ hai thì cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT đã có sự thay đổi người. Cố vấn Văn Vớ Vẩn đã được đưa vào sân để thay cho đồng đội của anh, đó chính là Xuân Vương. Sau khi Trần Xuân Vương rời sân thì chiếc bóng đội trưởng của đội bóng 2016 TNT được trao cho vị trí của bóng đá. Bây giờ thì ở trong trận đấu thứ hai, điều kiện thời tiết cũng đang dự báo hơn, đó chính là phương án để cho cả hai đội bóng có thể thi đấu tốt về mặt thể lực. Cả Diamond và 2016 TNT đều là những đội bóng đá mất điểm trong vòng 1 và chắc chắn là muốn thực hiện tham vọng của mình thì họ sẽ cần phải gỡ điểm số ở vòng 2. Đã có lỗi thừa tay, người phản lỗi đó chính là Phan Điệp. Trong đấu vừa rồi thì công vượt là cầu thủ đã bị phản lỗi. Trận đấu này là trận đấu mà như chúng tôi đã đề cập các bạn thì câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT họ cũng đang cố gắng có thể tạo ra được niềm tin cho anh đối với các cổ động viên. Trước khi trận đấu này diễn ra cách đây đúng 10 năm ở mùa giải 2008 thì đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta đã có 11 trận đấu không kết thúc chiến thắng để chuẩn bị cho AFF dự bị đất ở mùa giải lúc bấy giờ. Nhưng sau đó thì đội tuyển Việt Nam đã mang quân vô địch và sau 10 năm thì bảng xếp thứ 7 của bóng đá nam định, câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT cũng đã có 11 trận đấu không biết gửi chiến thắng trước khi bước vào trận đấu tại sân chơi số 1 trên sân 7 của tỉnh nhà, đó chính là siêu phủ nam định lần thứ hai. Và chung tiếng gọi của trọng tài đã cất lên. Chẳng những phút đầu qua thì cầu thủ của cả hai đội bóng vẫn đang may ra để triển khai những pha phối hợp tấn công hợp lý và hơn bao giờ hết thì đây chính là cơ sở để giúp cho họ có thể tiếp tục phát huy và lựa chọn thêm được sức mạnh. Những kỹ năng thi đấu, những pha phối hợp mà Hà Nội đang làm được ở trong trận đấu ngày hôm nay dường như đã nói lên tất cả khi mà họ vẫn đang cố gắng để giữ được sự tập trung và đem đến được một lối chơi với những lời chúc về mặt chuyên môn. Vẫn là cầu thủ của đội bóng áo đen. Sự kết dính về mặt lưới đá đến với cầu thủ của hai đội bóng đó chính là điều mà chúng ta đang nỗ lực để có thể đem lại được sức mạnh với một cái nhìn khách quan về mặt thế trận. Và như vậy là chúng tôi cũng xin lưu ý đồng chí Minh phụ trách ban hậu cần của sân về khu vực ban tổ chức có việc
Hiện nay chúng tôi đang thấy ở trên sân trận bóng của ban tổ chức đã và đang bị quyết đi một trái. Trận bóng sử dụng tại sân chơi của sân đá Sư Phụ Nam Định Bích là trận bóng do công ty cổ phần thể thao Động Lực sản xuất đạt chuẩn tại sân trường bóng đá chuyên nghiệp. Bàn điểm. Vâng ạ. Trong những phút đầu thì cầu thủ của đội bóng 2016 KT vẫn đang tổ chức những pha phối hợp tấn công nhanh. Lối chơi mà người ta cũng đã ít nhiều đánh giá cả cầu thủ đội bóng này ở trận một lợi thế cho 2016. Không được. Vừa rồi thì hàng thủ của đội bóng Diamond đã có một tình huống tỷ lệ thủ lý bảo đảm rất chắc chắn. Như vậy là với việc bàn biển mà lực lượng của anh là Quốc Văn được đưa vào sân, chúng ta có thể thấy là cả năm ngoại định của câu lạc bộ bóng đá 2016 KT đều đã có mặt ở trong trận đấu này. Tác là cho đến hiện tại thì Văn Tuyền vẫn chưa có mặt ở trên sân. Có lẽ là tiền đứng sau thì câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT sẽ có sự thay đổi người, khi mà chúng tôi cũng đang thấy tiền vệ Mạnh Cường được sắp đi khởi động. Đang đứng chọn đó chính là kết đoạn dứt điểm. Không được. Không được. Đây là một bài tấn công vượt hai. Không vào. Chính xác là một bài tấn công vượt hai mà cầu thủ bóng áo đen đã tạo ra. Và 2016 có sự thay đổi người. Cầu vượt rời sân và ngừng sắp đi vào thành. Bóng đá sân 7 tại thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương có sự phát triển vượt bậc, và ngoài ra thì các câu lạc bộ vẫn yêu thích bài mở tấn công, đó chính là những bài tấn công của thầy. Và vừa rồi thì một chút nữa bài tấn công của thầy của câu lạc bộ bóng đá 2016 TNT đã được cụ thể hóa. Giải pháp thi đấu mạnh mẽ đến với cầu thủ của Hà Nội trong kỷ niệm hiện tại. Đó chính là một trong những điều mà họ vẫn cần phải phát huy, thậm chí là phát huy cao hơn. Vâng con. Vâng con. Như vậy là đội bóng Hải Sản Diamond có hai sự thay đổi người liên tiếp. Hai cầu thủ rời sân đó chính là Đình Hồng và Quang Trung. Và bây giờ thì Tuấn Phong và đồng đội của anh đó chính là vị trí của Mạnh Dũng sẽ được bàn luyện đội bóng tung vào thành. Hai sự tụi người liên tiếp đến với cầu thủ của đội bóng Diamond, và hy vọng rằng đây sẽ là những tình huống thay đổi người, kèm theo đó là những lợi ích về mặt chuyên môn để giúp cho cả Hà Nội có thể thực hiện được những phương án về mặt thể chất. Như vậy là đã có một tình huống mà trong này Trần Minh Kiên cho rằng bóng đi ra ngoài sân. Đường truyền của Hoàng Dung không được. Và xử lý an toàn của cầu thủ Tấn Trưởng. Sửa này.
trong trận đấu và nghiêm nhiên thì cầu thủ của Hà Nội Học vẫn sẽ cần phải thi đấu được sự nỗ lực và cố gắng dành cho họ trong trận đấu này. Không phải là một cái gì đó to lớn, nhưng đó lại là điều nói lên tất cả. Rõ ràng là vấn đề về mặt tỷ số ở trong kỷ niệm hiện nay vẫn là một trong những điều khó khăn đối với cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Diamond cũng như cầu thủ của đội bóng 2016 Tiên Định. Lê Sơn vẫn còn cơ hội, bóng bắt đầu được quần. Đây là kỷ niệm khó khăn đối với cầu thủ của Hà Nội. Đội bóng nào giữ thế ở thi đấu và duy trì thế lực, đội bóng đó sẽ nằm giữ lợi thế. Và ngoài ra thì chúng ta cũng phải đánh giá với những pha thay đổi về ban nhân sự dành cho ban luyện. Và bây giờ đội bóng 2016 Tiên Định sẽ tiếp tục có sự thay đổi người. Cầu thủ rời sân đó chính là Viết Đoàn và Hoài Bình thứ 5 của đội bóng này đã được đưa vào sân. Văn Thiện, Tuyên Tú Tâm sẽ vào sân để thay cho Đoàn 14 Gia Nghị. Tuấn Thọ, Lê Sơn, Bác Còn, Hải Thuận. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy được sự cố gắng đối với cầu thủ của đội bóng 2016 GAT. Và bên trường lại thì ở trận đấu ngày hôm nay, Hải Sản Hà Nội cũng đang trình diễn một bộ mặt mới, không chỉ ở vòng đấu này mà ngay từ vòng đấu trước. Trận đấu mà họ đã để thua ở khoảng 10 phút cuối của hiệp hai với pha nâng công của Phạm Thanh Nguyên đem đến chiến thắng sát sao dành cho cầu thủ bóng xanh đỏ tại vòng 1. Vẫn còn không thành công. Xử lý đối với cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá 2016 GAT và câu lạc bộ bóng đá Hải Sản Hà Nội bây giờ đúng là hàng loạt khó đối mặt. Họ đã đang không thể phát huy và tìm kiếm được những phương án thi đấu một cách tốt nhất. Và đây chính là điều mà họ vẫn sẽ cần phải đem tới được những tình huống duy trì được thế trận bên sân xây nhà. Huấn luyện viên dành cho đội bóng Hoa Lệ, huấn luyện viên là Văn Tuyên, chắc chắn là một quả ném bóng rất dài. Đội trưởng đã rất tinh tế trong vòng vừa rồi, điều này đã phân cao hơn kiến thức để có một pha phá bóng. Được ví như là Chelsea của bóng đá 7 Nam Định. Tuy nhiên pha bóng của câu lạc bộ bóng đá 2016 GAT ở trận đấu ngày hôm nay là điều mà chúng ta cũng đã thấy không thành công. Và pha bóng của Ngọc Huy vẫn còn. Lần này thì Ngọc Huy là người bất chính trong áo của đội bóng 2016 GAT. Khi mà Minh Đức ở trận đấu này, anh vẫn chưa vào sân. Vẫn còn, đồng tác giả, Tuyên Tú Tâm. Quốc Văn và là Quốc Văn, Cường Sắc Nghị. Những trận đấu như thế này là những trận đấu mà kinh nghiệm của Cường Sắc Nghị có lẽ sẽ được chúng ta chơi đợi. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của bản tin bóng đá Nam Định trên kênh Hoan Mời TV. Trận đấu trong khuôn khổ của vòng 2 bóng đá siêu phủ Nam Định League năm 2018 của đội tuyển của đội bóng Tây Vân và cầu thủ bóng 2016 GAT.
thì chú sẽ dùng Vân Nam làm mô đều và cả hai bàn thắng đưa đến ở trong hiệp một rất phù hợp. Đang diễn biến thi đấu hợp lý, bên đó là những pha phối hợp và họ đang đề lại trong thời điểm hiện tại, thì cũng đã nói lên tất cả sức mạnh ý đồ tấn công và những pha chuyển theo bóng mà Hà Nội đang đem đến ở trận đấu ngày hôm nay là rất hay và sự rõ ràng bây giờ là điều quan trọng khi nào câu lạc bộ bóng đá 2016 nhà tê cũng như cầu thủ bóng Hải Sản Hà Nội vẫn sẽ cần phải giữ được nhịp độ thi đấu với những pha phương tấn công tốt. Thế trận đang trở nên đụng nhằng hơn bao giờ hết và rõ ràng là nếu như đội bóng nào có đội bàn thắng vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1 trong những phút tới đây thì nghiễm nhiên đội bóng đó sẽ có được lợi thế vô cùng lớn trong việc tìm kiếm được 3 điểm ở vòng đấu này. Hai bên cho câu lạc bộ bóng đá 2016 TAT đó là pha dứt điểm của cầu thủ Văn Tùng và bóng đá chạm vào chân của cầu thủ Tấn Trường làm đổi hướng về phía khung thành của thủ môn bên phía cầu thủ bóng Tài Vân. Bàn thắng vừa rồi là bàn thắng mà chúng tôi sẽ tính cho cầu thủ mang áo số 17 đó chính là vị trí của Văn Tùng. Đó là cầu thủ của đội bóng Bò Đen. Rồi như vậy là một lần nữa thì khói màu đã được câu lạc bộ bóng đá 2016 TAT đưa lên ở khu vực kỹ thuật của đội bóng này. Từ sau khi bây giờ đang bị đau ngày hôm nay theo chúng tôi quan sát sau khi vào sân ở trận hiệp hai cơn sau khi vẫn đang cần trích đường thế trận và tình huống này là tình huống mà đội bóng Hải Sản Hà Nội sẽ xin thay đổi người và thứ hai là trọng tài Nguyễn Xuân Minh đã cho thay đổi người cầu thủ rời sân là Hải Thuận và vào nhà anh đó chính là Văn Dương. Sẽ tiếp tục có quả đá phạt dành cho cầu thủ của đội bóng 2016 TAT. Hải Sản Hà Nội đang làm giao hại rất khuya. Quả đá là của Văn Tùng. Trong báo của đội bóng 2016 TAT thì cầu thủ chạy cánh ngoại binh Văn Tùng vẫn đang cho thấy được vai trò và tầm ảnh hưởng của anh trong đội thi đấu của đội bóng này. Đó là cầu thủ của đội bóng này Vân Lê Sơn Văn Dương rất bình tĩnh, cơ hội không được, đó là pha đi bóng của Văn Tuyền. Và bây giờ đội bóng Đại Vân sẽ có thêm sự thay đổi người. Lê Sơn rời sân và nhà anh đó chính là Tuấn Anh. Như vậy là Tuấn Anh, cầu thủ có biệt danh là Hai Nô sẽ vào sân trong đội thi đấu của đội bóng Hải Sản Hà Nội. Cơ hội không được. Đó là cầu thủ của đội bóng Hải Sản Hà Nội. Khi bước vào giải đá sư phụ năm 2018
thì câu lạc bộ bóng đá. Chúng ta có được bàn thắng để soạn tỷ số hòa 2-2 rồi. Và thắng thứ hai của Bảo Thiện mở trận đấu ngày hôm nay. Chắc chắn là xem lại pha làm chậm với tình huống dứt điểm vừa rồi của Văn Hiệp thì chúng ta sẽ nhận ra ngay hàng thủ của câu lạc bộ bóng đá 2016 TAP có vẻ như đã lơ là và thậm chí giảm ngập nghèo trong tình huống đó. Họ đã để cho các cầu thủ vừa đội bóng đối phương tiêu diệt được một khoảng trống và sau đó thì cầu thủ đội bóng này đã xuất sắc lên trung thành của đội bóng đá gì. Hà đội bóng mở trong trận đấu này đã lần lượt vươn lên dẫn trước nhưng đó cũng chính là thời điểm mà đội bóng còn lại đã tìm ra được giải pháp cho việc tìm kiếm bàn thắng. Cường sắp đi vẫn còn người là Cường sắp đi còi đã đồng loạt được cất lên. Sự rõ ràng trong từng pha bóng và bên cạnh đó là những tình huống vượt tấn công hiệu quả đã giúp cho cầu thủ Hà Nội thực hiện ý đồ sơn sắc huy và xử lý không thành công mở số này. Rất kia rất không vào một đá là của Phúc Thủ. Thủ đoạn mà Lương Phúc đã đưa bóng về đúng vị trí của thủ môn bên phía đường Diamond. Hết sự hồi hộp cho tất cả các cổ động viên đang có mặt trên sân lúc này. Là cầu thủ đội bóng 2016 TAP. Sự cuộc của đội bóng Tây Nguyên đối với đội bóng 2016 TAP vẫn đang chưa thể lên nóc nhưng mà họ vẫn đang hơi khó trong việc tìm kiếm bàn thắng. Mặc dù mỗi bên cũng đã có được hai bàn thắng nhưng có lẽ tỷ số hòa với những đội bóng đã để thua vòng một tại vòng đấu thứ hai là tỷ số mà họ vẫn không thể vòng một. Và với một đội bóng sâu tham vọng như 2016 TAP có lẽ là họ đang hướng đến trận đấu 3 điểm trong ngày hôm nay. Quả đá biên dành cho đội bóng màu xanh. Tuấn Phong vẫn là Tuấn Phong không có lỗi. Giải pháp thi đấu và các tình huống tấn công tiêu chuyển đầy mạnh đó chính là cơ hội để cho Hà Nội có thể lựa chọn được sức mạnh. Vừa có giữa thời điểm thời điểm và cầu thủ của bóng 2016 TAP và cầu thủ của CLB bóng đá đại vượt sẽ cần phải chơi tập trung. Có sự tập trung với tư trọng thể để đến được sự thành công rất nhanh. Và còn cơ hội cơ sắp đi và đề tài chúng ta sẽ đến với các trận đấu kế tiếp của vòng đấu thứ hai.
câu lạc bộ bóng đá Fenway Nam Định sẽ gặp đội bóng Xanh Đỏ, trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ. Và ngày sau đó sẽ là trận đấu của Monaco Trào Thế Vinh và câu lạc bộ bóng đá như là HK Milan Chiến. Với cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá 2016 DAT cũng như cầu thủ của đội bóng đối phương ở trong trận đấu ngày hôm nay là điều đã chứng tỏ cho chúng ta thấy được cả Hà Nội đều đã có một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu ngày hôm nay. Bóng đá bây giờ thì nếu như đội bóng nào có được bàn thắng chắc chắn là đội đó sẽ tìm kiếm được lợi thế không nhỏ. Và đây là thời điểm mà chúng tôi xin lý tưởng chí nhận bóng, chúng ta cần phải khẩn trương và đưa những trái bóng động lực vào sân để cho cầu thủ thiếu ở trên sân. Và còn cầu thủ của họ vẫn đang cố gắng để tự tiến và thực hiện những phương án thi đấu tốt. Một trận đấu mà rất nhiều chúng ta cũng đã có được những pha đưa tấn công tốt nói đã được ghi nhận cách công bằng dành cho cầu thủ của Hà Nội ở trong trận đấu này. Đó là cầu thủ của bóng xanh rất nhanh, không được. Số tướng mà hai đội đá bóng đang để lại trong thời điểm hiện tại đó cũng chính là một quá trình xuyên suốt đến với tất cả chúng ta, khi mà hai đội đã lựa chọn khá nhiều những pha phối hợp tấn công nhanh về mặt thế trận và lối chơi. Một bàn thắng không phải là cái gì đó quá khó, nhưng trên thực tế đây là điều hoàn toàn không hề dễ dàng đối với cả tài vận và cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá 2016 DAT. Thank you.
Chúng ta đã được thực hiện hai trận hòa với tỷ số.